Chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay lại với channel của mình. Mình là Thịt Bò Khô. Và trong video này chúng ta sẽ tiếp tục chơi trò This War of Mine, The Little One. Đây là bản DLC cũng như là bản cập nhật của game This War of Mine. Nếu mà bạn nào chưa xem phần 1 thì các bạn có thể vào channel của mình để có thể xem video phần tập 1 của mình. Và hôm nay là tập 2 rồi. Ok, mình bắt đầu chơi nha. Lần trước thì mình có quên mất không để cái tiếng Việt, thì hôm nay mình để tiếng Việt luôn. Cái này bản quyền mà, tiếng Việt dễ không? À đây rồi, đây. Mình đã download sẵn tiếng Việt cho what the fuck, refresh. Download sẵn tiếng Việt rồi. Bây giờ chỉ việc đổi sang thôi. Mix Lambic. Làm ngôn ngữ này, apply. Tiếng Việt này, một game câu chuyện trên workshop, tiếp tục thử lại. Tự viết câu chuyện. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục chơi đến đêm thứ mấy nhỉ? À, tiếp tục nào. Ngày thứ tư. Có tiếng Việt. Mày qua đỡ phải dịch. Trời ơi. Chuyến đi đêm nay rất tốt, xem tôi có gì này. Đây là đêm tĩnh lặng, đêm nay không có trộm vào rồi, ngon. Ok, xuống ngủ đi em. Thằng này nó bị làm sao đây? Bị sởi à? Bị what the fuck? Màn hình bé quá chả nhìn quái gì. Mệt này, bị ốm nhẹ này, bị đói này. Thằng này là bị là sao đây? Bio. Ô sao trên stream bị nhìn có vẻ không được nét lắm nhỉ, để mình xem lại. Cài đặt này. Phần giải 100% luôn này. Tiếp tục. Ok, có vẻ khá hơn đấy. Đúng không ta? Thử pause game đã. Ok được rồi. Chơi luôn. Fuck man. Thằng này đang đói à? Nhớ các bạn nhớ cái trick lần trước mình hướng dẫn nhé, là 2 ngày mới cho chúng nó ăn một lần. Thì hôm qua vừa cho chúng nó ăn rồi thì hôm nay thôi. Cho chúng nó chết mẹ đi. Ốm nhẹ, nằm ngủ đi em. Thằng này đêm nay sẽ gát này, em này thì ok. Từ từ, bình tĩnh nào. What the hell? À, cái này là người nhờ sang giúp rồi. Này không giúp không được. Này tôi có vài thứ đến cho mọi người. À, cái này là thôi nào, tôi không đứng đây cả ngày được. Ok. Chúng tôi sống cách đây vài khu, thấy các bạn tạm trú ở nhà này thì... Và bởi vì chúng ta là hàng xóm, chúng tôi đã quyết định tới thăm và chào hỏi. Chúng tôi mang tới rau củ tự trồng lấy. Đó, ngon. Cơm thêm. Có luôn. Cho thì lấy. Goodbye. Kiểu gì bọn này nó cũng quay lại, vì sao nó cũng quay lại, nó nhờ mình nhưng mà xem. Thôi trước mắt cứ chấn của nó đã. Bây giờ chúng ta sẽ làm thêm cái gì đây? Thiếu gì nhỉ? À cái nước này. Trời ơi. Ok, như vậy là chúng ta sẽ chờ để làm
chờ ra có nước. Trong lúc chờ đợi thì chúng ta sẽ xây cái này. Bộ chưng cất rượu gọi là moonshine, trong tiếng Anh mình nhớ trong cái bản tiếng Anh là moonshine. Mình cất rượu này thì dùng dùng nước để chưng cất ra rượu. Bạn chính vậy mà cái video lần trước ấy mình có bảo nhờ mình có nói với các bạn là cả hai cái này phải build cùng chung với nhau một lúc để có thể vừa chế được nước thì vừa tạo rượu. Bây giờ thì mình chế luôn, không đi đâu mà xoắn. Chế tạo này, để đây cho nó gần. Power thằng chạy nhanh. Thằng này thì mình sẽ cho làm guard, ít ra nó chạy cũng nhanh. Trong này trong trong ba thằng này thì ba đứa này thì không có ai đủ tiêu chuẩn để làm guard cả, làm bảo kê cả. Và mình đành phải cho nó làm vụ đấy vì không còn người nào khác. Ok, con này đã ngủ đủ. Trứng cất rượu này, cần gì đây? Trứng cất rượu thì các bạn sẽ lấy thằng đầu bếp ra để trứng cất rượu. Còn mình cái này chỉ mình xem để cho nó vui thôi. Trứng cất rượu thì cần gì? Cần đường này, cần nước này và cần nguyên liệu. Không biết ngoài đời có trứng cất rượu bằng đường đúng không nhỉ? Trong này trứng cất rượu bằng đường. Như vậy là em này sẽ build cho mình cái gì? Hết cái để build rồi. Lò sưởi thì chưa cần đến vì chưa sang mùa đông. Bây giờ vẫn đang là 17 độ C, vẫn còn khá là mát mẻ, vẫn khá là ấm. Nhầm. Xem nào. Ok, như vậy là mình sẽ build một con dao. Còn nên build con dao không nhỉ? Phí. Phí hơi phí. Ok, build đi. Đằng nào chả... ok. Rồi đã nâng cấp được cái bàn này chưa nhỉ? Thiếu mất 8 cái... thành phần. Nó gọi là thành phần này. Thành phần hỗn hợp ấy. Trong này là cái này là gỗ, thiếu một gỗ và 8 thành phần. Còn bộ bộ phận, what the hell. Ok, xưởng nâng cấp. Cái này gọi tiếng Việt gọi xưởng nâng cấp à? Xưởng sơ cấp. Còn muốn nâng cấp lên thì sẽ nâng cấp lên xưởng nâng cấp. Thiếu mất item rồi. Xem nào. Xưởng kim loại, đúng rồi, mình gọi đúng mà. Xưởng kim loại thì hiện tại xưởng kim loại cơ bản thì vẫn còn build được ít, nhưng mà đến lúc upgrade lên thì nó sẽ build được nhiều thứ, ví dụ như súng ống, đạn dược chẳng hạn. Mà nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ chưa cần phải lo đến điều đó. Điều quan trọng nhất là hiện tại là phải nâng cấp được cái này để còn build được một cái thứ rất quan trọng mà tí nữa mình sẽ nói với các bạn sau. À, bây giờ không có việc gì làm thì đi nghe đài. Nghe đài thì đây này. Ngày thứ tư, lãnh đạo quân nổi dậy cảnh báo người dân không được băng qua tiền tuyến, việc không thủ có thể diễn đến tử vong. Kéo kênh, kéo đài ra xem nào. Này chả khác gì đài ngoài. Thành phố Pogoren đang thiếu nhu yếu phẩm trầm trọng. Nếu chuyện này không ngừng lại có thể dẫn dễ đi lục khắp thành phố để tìm kiếm tất cả gì hữu dụng. Tức là thành phố này đang bị thiếu thức ăn. Thành phố mình đang kẹt, đang bị thiếu thức ăn trầm trọng. Cho nên bây giờ thức ăn khá là đắt tiền. Những ngày tới sẽ nắng đẹp. Đây là dự báo thời tiết. Một thời tiết nào? Ok. Này không hề lo gì. Khi mà các em vặn đài hết kênh rồi ấy, thì các em để phía nhạc cổ điển. Nhạc cổ điển này sẽ giúp cho tinh thần của những người sống trong cái ngôi nhà này nó bớt
nó gọi là chống bị trầm cảm đấy khi mà bật bật radio nhạc cổ điển. Giờ làm gì đây ta? Đấy, thằng này hôm trước bị slightly wound, bây giờ khỏi mẹ rồi. Đỡ cần thuốc không? Ê, đi lấy nước này em. Muốn ăn gì đó à? Không được đâu em. Lại thiếu hụt một cái này rồi. Làm thêm. Làm anh cũng nước rồi em. Còn nên làm nhỉ? Nên làm mất ba cái bộ phận này thì mất ba cái thành phần này thì sẽ phải tí nữa đang thiếu 8 cái thành phần để nâng cấp cái kia, nâng cấp cái xưởng sơ cấp. Chứ giờ lại phải chế, thôi chế luôn đi. Đằng nào. Hình như cái phần cái khu ngôi nhà bỏ hoang này nó vẫn còn nhiều thành phần mà. Tạo luôn. Không muốn ngủ à? Ok em, lên đây ngồi đi. Thức ăn thì cũng khá là đầy đủ rồi. Bây giờ chỉ sợ một cái là bị cướp thôi, bị cướp mất hết thức ăn thôi. Yeah, chính vì vậy mà các mình khuyên các bạn nên làm việc tốt trong cái game này, đừng làm việc xấu, bởi vì khi mà bạn làm việc xấu ấy thì cái tệ nạn cướp giật nó sẽ tăng lên cực kỳ nhiều và các bạn sẽ không có một kết cục tốt đẹp. Nếu như các bạn thích thì mình sẽ làm nguyên một cái series mà chỉ đi cướp giật trong cái game này thôi, chỉ đi cướp bóc rồi lấy thức ăn của người khác rồi giết người cướp của. Nhưng trong cái series lần này thì mình sẽ chỉ làm gọi là việc tốt thôi, không mình không mình sẽ không cướp của giết người. Sẽ cướp của giết người nhưng mà đấy là cướp của giết người của bọn phiến quân. Bọn phiến quân, bọn lính quân đội ấy, bọn đấy thì giết không tiếc tay. Đồ đạc này, đồ đạc cái ấn vào đây thì chúng tôi vài dòng suy nghĩ, chúng tôi chỉ có một chiếc ghế, chúng tôi có nhiều giường ngủ và ở điều kiện tốt, nếu ai đó ốm hay bị thương họ sẽ có chỗ nghỉ. Chúng tôi có đài radio, rất thích nghe đài đúng không? Chúng tôi nhớ những cuốn sách hay sẽ giúp. À, phải đi nhặt sách về. À, nhặt sách để chúng tôi thiếu thuốc lá và cà phê. Thằng thuốc lá và cà phê là của thằng 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 đầu bếp ấy. Thằng này thiếu thuốc và cà phê thì nó sẽ bị trầm cảm. Thiếu sách cũng bị trầm cảm này. Chúng tôi có những lỗ hổng trên tường nơi không được an toàn và thường xuyên canh giữ. Đúng rồi, cái lỗ hổng trên tường chính là những cái chỗ mà các em sẽ phải bịt kín lại vào những đêm tiếp theo nếu không sợ bị cướp hết ngày. Đến đêm đi, đêm ngày thứ tiếp theo thì mình sẽ vẫn đến khu nhà bỏ hoang thôi, vẫn còn đồ ở đấy mà. Thu thập này, cho thằng này ngủ trên giường đi. À, thằng bựa này thì canh gác đi, có con dao đấy, cầm đấy mà đâm nó. Ấn khu nhà bỏ hoang quá, chuẩn bị. Không cần phải chuẩn bị xà beng hay gì hết, thì đi thôi. Không biết lần này có lấy hết được đồ về không nhỉ? Đêm thứ tư. Ôi, tưởng còn nhiều part, hóa ra còn tí. Thôi được rồi, tao lấy hết gỗ về. Đường lấy về 10 viên đường là full slot thôi. Dụng cụ y tế à, lấy về hết. Thuốc lá này cũng lấy về này. Thuốc lá xịn cũng lấy. Búp cũng lấy. Đạn thì thôi, đạn thì chưa cần đến. Sẽ có ngày mình sẽ quay lại đây nhưng mà chưa về, không phải bây giờ. Cà phê à? Cà phê lấy về được không nhỉ? Ngoài cà phê bọn nó đang kêu thiếu cà phê đúng không? Thiếu thuốc lá, thiếu cà phê.
lấy cà phê về. Đường không lấy thêm được nữa. Ok, thoát đi. Như vậy là đêm ngày mà đêm thứ năm ngày mai thì mình sẽ không quay lại chỗ anh nữa bởi vì hết đồ rồi. Đêm ngày mai sẽ đến với chúng ta sẽ đến với một địa điểm mới, đó là supermarket, siêu thị. Xem tôi có gì này. Ui hồi đêm này tĩnh lặng. Chỉ chờ có thế thôi. Không sợ bị cướp. Ngủ đi em. Ốm nhẹ à? Ốm nhẹ cũng dậy. Đù má mày. À từ từ. Đói mệt à? Ok thằng này đi nấu ăn mày. Thằng này đầu bếp mà. Bruno đầu bếp này. Thử nâng cấp bếp xem nào. Ủa thiếu nhiều part quá nhỉ. Hy vọng hôm nay thấy thằng shipper nó sẽ đến nó đổi đồ cho mình. Ui làm được 6 bữa ăn này. Trời đất ơi. The hell man. Chế tạo luôn. Chỉ có thằng đầu bếp mới đặc quyền được chế được nhiều thức ăn này thôi. Chứ còn bọn kia nó cần nhiều thực phẩm hơn để nấu lắm. Nấu cho tao 6 bát phở này. Tao ăn luôn nhá. Great. Ê, từ từ mày. Nấu tiếp mày. Bỏ đâu đây? Lò sưởi có thể sẽ đặt ở đây. Đây chính là khu lò sưởi này. Nhưng mà mình chưa cần lo đến lò sưởi lắm. Ok, có 6 bát phở rồi. À, ăn, 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 ăn trước bát mày. Hết đói. Đây là ngày thứ 5 nhá. Thì đến ngày thứ 7 thì chúng ta sẽ bắt đầu cho ăn tiếp, ăn lại. Bọn này cứ phải để nó đói. Đi chế rượu mày. Thằng đầu bếp này chế rượu cũng tiết kiệm nữa. Rượu lậu. Láo thật. Chế tạo đi. Bây giờ mình chế được ba cái rượu lậu. Rượu lậu thì tiếng Anh là moonshine ấy. À, có một loại rượu mà chất lượng cao hơn rượu lậu, đó là rượu nguyên chất, thì chúng ta vẫn chưa build được, vẫn chưa chưa trưng cất được, thì hiện tại thì cứ dùng cứ build rượu lậu thôi. Ok như vậy là hết việc làm rồi. Con này tí dậy cho nó ăn. Này dậy ăn mày. Tao biết mày mệt nhưng mà dậy ăn đi. Ơ thằng này lại vẫn bị ốm nhẹ nhỉ. Tưởng khỏi rồi. Không gì giấc ngủ ngon. Con này ngủ nhanh phết. Cho dễ ăn mày. Như vậy là Katia vẫn là người khỏe nhất bởi vì không có một status negative, không có một cái điểm tiêu cực nào. Đấy, xong rồi. Ốm nhẹ đi ngủ đi em. Như vậy là đến ngày thứ năm vẫn chưa xem nào. Còn nâng cấp được cái gì không? Như vậy là chưa build được cái gì quan trọng cả. Ê thằng này khỏi bệnh rồi này. Rồi lên đây ngồi. Xem trong cái khu nhà này còn cái gì
nhặt được không? Mình thì mình hay không skip, mình hay không không ấn đi chỗ hết ngày, bởi vì mình vẫn sẽ nghĩ ra được cái việc gì đấy để mà làm. Ở đây thì có gì không? Chỗ này không có gì, cho nên sang nhà hàng xóm mất rồi. Mình chỉ được di chuyển trong cái khu này thôi. À, rượu được rồi này. Lấy rượu lậu thôi. Ít ra thì trời vẫn ấm. Xem còn chế được rượu lậu không? Hết rồi, thiếu nước rồi. Rồi bây giờ phải để đi kiếm part và gỗ đã. Nhưng mà có kiểu kiểu gì cũng có người xem bảo kiểu game này dễ thế, ông này cũng chơi thấy ông này chơi dễ thế mà ông ấy lúc nào cũng kêu khó, mà không phải lúc nào cũng dễ như này đâu. Anh phải chơi đi chơi lại bao nhiêu lần anh mới thấy, anh mới tìm ra được những cách mà để sống sót đấy chứ. Hầu hết động vật đã biến mất trên các đường phố nếu cẩn thận khi mua thịt không rõ nguồn gốc. Tức là thịt không rõ nguồn gốc, tức là thịt nó sẽ giảm giá thành đi hay là nó tăng giá lên nhỉ? Mình nghĩ là sẽ giảm giá thành đi ấy. Như vậy thì dễ rất tốt để đi mua thịt. Nếu như mà thằng shipper kia nó đến phát ca nhạc. Rồi, cho nhạc cổ điển. Thương Tuyết. Thương Tuyết à, Thương Thuyết nhầm. Rành rành ngồi đọc bio em này xem nào. Tôi lớn lên ở thành phố này nhưng du học ở thành phóng viên. Cái này đọc rồi, tôi đã đi nhiều nơi hơn bất cứ ai tôi quen. Gặp nhiều người nổi tiếng, độc giả thấy bài phỏng vấn của tôi vui nhộn và xuất sắc, nhưng khi tôi thử viết về kinh nghiệm bản thân của mình, tôi chịu. Tôi muốn được gặp ô những người thân của mình. Nếu tôi ước được gặp họ thường xuyên hơn. Kéo để thấy thêm. Đọc bio thằng này không nào. À đây đọc rồi. Cái này đọc hết rồi. Hết rồi. Thôi để hết ngày vậy. Đêm. Ok, chúng ta đêm nay chúng ta sẽ làm quen với siêu thị. Supermarket. Thằng này ốm nhẹ thì trong ngủ trên giường. Ông này thì vẫn canh gác. Này bà này đi thu thập. Trong đêm đầu tiên đi siêu thị thì chúng ta sẽ chuẩn bị, vẫn sẽ mang theo xà beng và xẻng đi. Và cả dao nữa. Dao là để làm gì thì chốc nữa mình sẽ cho các bạn biết. Mà cầm dao đi thì bọn bọn kia ở nhà nó không không có cái gì để thủ phòng để phòng vệ nhỉ. Ok, liều vậy. Ok, có người ở đây đấy. The hell? Hình như lần trước có thằng bộ đội ở đây mà nhỉ? Fuck man. Có người ở đây rồi. Thằng này có súng.
Thôi mình cứ lấy đồ thôi, nó không bảo gì thì mình cứ lấy. Lén lén lút lút này. Đồ rồi. Để hết đồ ra đây. Cái khu supermarket này có cái vị trí khá là rộng. Nếu như mà lần trước thì mình đến đây thì nó sẽ có thằng lính ở đây này. Nhưng mà hiện tại thì chưa có. Hiện tại thì nó đã hiện ra một cái cảnh khác, tức là gọi là cái scenario ấy, tức là một giả thiết khác, đó là quân đội chưa chiếm được siêu thị và siêu thị đang bị chiếm bởi một bọn nào đó, không phải quân đội. Mình thì mình biết cách xử lý thằng lính nhưng mà mình không biết cách xử lý bọn này. Rồi cứ chơi xem nó như nào. Vứt đồ ở đây. Cần một con dao để tự vệ. Cần cái xẻng. Máy có thằng này cầm súng mà nó không không bắn mình. Đừng giỡn với tôi. Tức là bọn này nó chỉ cảnh cáo mình thôi, chứ mà nó không giết. Không sao. Đi tìm thành phần thôi. Này có vẻ ít thành phần nhỉ. Tôi theo dõi cô đấy. Lấy hết đồ luôn. Ông này đi đâu hết này? Một giờ 30 sáng rồi. Tôi không kiếm chuyện gì ở đây cả, tin tôi đi. Bọn này nó vẫn khá là hiền. Tiếp tục cầm con dao đi, phòng trường hợp là chúng nó tự nhiên chúng nó thấy ngứa mắt, chúng nó xử mình. Lên ở trên này không nhỉ? Lấy hết luôn. Lên mái nhà nữa. Tự nhiên bọn kia bỏ đi đâu hết nhỉ? Còn mỗi mình này. Chúng ta vừa chứng kiến vừa gặp được bọn cướp thân thiện. Khá là thân thiện. Đây mình nhớ là có cái gì mà nhỉ? Thôi không đúng rồi. Đây cầu thang ở đây. Chỗ này nhiều tài nguyên này, nhiều đồ này. Đập luôn. Đó, đây là tác dụng của xà beng thì mang xà beng đi đấy. Thịt, súng, rượu, vũ khí. Mở được này. Này có gì ta? Part. Lấy hết. 3 giờ 50 sáng rồi.
chuẩn bị té thôi. Xem có lấy được cái gì không. Mình sợ để đồ ở đây thì nó sẽ bọn vô gia cư nó đến, nó mò đến là nó lấy hết đồ luôn đấy. Đi ra nào em. Không còn nhiều thời gian nữa, phải quay lại thôi. Ở trong cái ba lô, khi mà nó hiện lên cái ô ba lô này thì bạn thích ở đây bao nhiêu lâu cũng được. Cái thời gian ở ngoài nó không trừ đi. Part này, thiếu part, thành phần mang về hết. Gỗ này, nước này, những cái gì thiết yếu là phải mang về hết. Mình sẽ để, mình còn nên để dao ở đây thì thôi mang dao về. Mình mang cái này về sợ mất lắm. Sẽ tiếp theo là mang gì về nữa nhỉ? Đây. Đó là những thứ cần mang về đầu tiên. Thứ để xây dựng chạy thoát. Còn đấy, còn 5 giờ là phải chạy về rồi. Không chạy về thì các bạn sẽ bị kẹt ở đây đến tận sáng và có thể khả năng bạn sẽ bị thương rất là cao. Ngày thứ 6. Hy vọng là hôm nay vẫn calm. Oh, bị tấn công rồi. Chúng ta có thêm người, nên có thêm người canh giữ. Pavel lại bị thương nhẹ. Ok Pavel, khổ thân thằng bựa đấy vậy. Dậy đi em, dậy đi làm đi em. Em này đi ngủ. Có đống bạn có thành phần rồi, bây giờ sẽ nâng cấp đủ không ta? Đủ này, chế tạo luôn. Không có gì phải nghĩ. Chúng ta cần thức ăn. Mấy thức ăn đầy ấy, còn cần đéo nữa. Thịt. Bayo cảm nhận tôi đã từng là một người lạc quan, một trong số những người đã thề rằng chiến tranh sẽ không tới đây. Chiến tranh xảy ra ở rất xa, ở các nước nghèo. Tôi nghĩ vậy. Ngay cả khi tôi nghe thấy những tin tức ngày càng đáng sợ, tôi vẫn có thể tin được. Thằng này có vẻ bị stress rồi đấy. Dấu hiệu bị stress. Biết làm sao được. Cái chế rượu này cũng không phải là vô tác dụng đâu. Cái chế rượu này là rượu có rất có giá trị trong chiến tranh, bởi vì nó làm con người trở nên bình tĩnh hơn. Nên là rượu là một cái loại item rất là đắt giá trong bất cứ hoàn cảnh nào trong chiến tranh. Rượu lậu thì rẻ cũng tầm tầm thôi, nhưng mà cái loại rượu mà anh đang muốn làm sản xuất đó là rượu tinh khiết, cái rượu đấy mới đắt. Mà từ từ, chưa việc gì phải vội. Chế rượu nhanh không? Mình có nên chế rượu luôn nhỉ? Phiêu có làm đấy gì đâu. Chế tạo luôn đi. Không phải xoắn. The hell? Chưa nâng cấp à? Xưởng nâng cấp. À, nâng cấp rồi, nâng cấp rồi. Chúng ta sẽ có một số item xưởng đã nâng cấp lên thành xưởng nâng cấp. Nghe, nghe buồn cười nhỉ. Chúng ta sẽ có những cái item mới. Đó là cái sofa, cái che chắn. Cái này là để che những lỗ hổng ở trong nhà cho bọn bọn cướp nó đỡ vào. Cây đàn guitar, vườn rau, xưởng thảo dược,
bẫy thu nhỏ. Đó là những đồ mới mà chúng ta có thể build được trong cái sưởng nâng cấp này. Mình sẽ build, anh sẽ build dần dần các thứ cho các anh em xem. Nhưng mà về độ cần thiết ấy, thì độ cần thiết đó là hai cái này. Một là cái che chắn, hai là cái bẫy thu nhỏ. Hai cái này là bắt buộc phải làm trước tiên. Chính vì vậy mà anh sẽ xem là thiếu những cái đồ gì để có thể làm được cái item này. Chúng ta sẽ thiếu mất một thành phần và một gỗ. Cái này là thiếu với 9 thành phần. Như vậy chúng ta cần 10 thành phần cho lần scavenge, lần lần loot tiếp theo. Còn những item như kiểu sofa thì 4. 4 4 4. Như vậy là cần phải tầm 14 cái thành phần thì mới đáp ứng được cái đống này. Đáp ứng được để build mấy cái này. Gỗ cũng là một cái đang hiếm này. À đúng rồi. Nhà mình có nhiều thuốc đúng không? Ok, thế thì đêm nay sẽ không đến supermarket nữa. Mà chúng ta sẽ đến một địa điểm khác. À thôi, tối nay vẫn đến supermarket đi. Địa điểm kia tính sau. Supermarket như à đây, xem nào. Nghe radio phát. Thằng shipper mãi chưa đến nhỉ, để mình đổi đồ phát nào. À, chưa tin gì mới. Những ngày đẹp tươi. Chưa có tin gì mới. Để nhạc đồng quê đây, cổ điển đây. Hy vọng là hôm nay thằng shipper nó sẽ đến. Bình thường thì 3 4 ngày nó đến một lần nhưng mà hôm nay nó hơi lâu á. The fuck? Tôi đã nghỉ đủ. Ok, thằng này xuống ngủ đấy. Em này lên đây. Tối nay lại phải cầm dao đi rồi. Thế thì mình sẽ làm một cái con dao khác cho thằng Pavel ở nhà nó tự vệ. À không đủ part để làm dao rồi. Trời đất ơi. Thằng shipper này nó không đến rồi. Ra vườn này chơi. Không có gì hot không? Muốn nghỉ đi em. Đêm nay chúng ta sẽ đến supermarket, siêu thị tiếp. Xem là siêu thị đã bị chiếm bởi quân đội chưa.
Nếu mà chiếm được quân đội rồi thì tốt, mình có cách xử lý. Trong này đánh nhau cũng khó phết đấy. Đánh nhau thì thường hay bị thương. Bị thương thì khổ lắm. Bị thương trong này hồi phục rất là lâu. Thương nhẹ thì không sao, nhưng mà thương kiểu Hollywood được ấy, thì như kiểu thằng phế nhân luôn. Cứ nằm liệt giường cả ngày không làm gì hết. Nhà mình rất hạn chế cho cái việc bị thương ở trong cái trò này. Ok, hết ngày đi. Thằng kia nó cũng không đến rồi. Thương nhẹ của trên giường, ốm nhẹ canh gác, thu thập. Có những cái địa điểm mới này, giao lộ bắn tỉa này, trường học bị đánh bom, căn hộ nhỏ ngay gần nhà mình luôn. Nhà chúng ta sẽ vẫn quay lại với siêu thị. Lần này mang gì đi? Vẫn mang dao. Xử chết thằng nào lắm lời. Bị chiếm bởi quân đội chưa nhỉ? Ô vẫn chưa này. Thế thôi, mình cứ thoải mái tung hoành đây thôi. Sao phải xoắn? Lấy hết luôn. Lấy hết. Không phải nghĩ cái gì hết. Full rồi. Chạy đến đây. Lẽ ra mình cho nó... À thôi, con này vẫn còn khỏe nhất. Cho nó đi scavenge. Hai thằng giờ dẹo kia cho nhà. Trời đất ơi. Mình có một lần mình nhớ là để đồ ở trong cái đống đất ngoài cửa. Có một lần quay lại mất hết luôn. Không biết tại sao. Đến giờ mình chưa hiểu tại sao là đang mất, vì mình rất ít khi để đồ ngoài đéo mà bị mất. Xem đây có gì hot nào. Chỗ này không có gì hot rồi. Mình không thể nào tới đó là sao? Có thể chứ. Đến đây xem. Chỗ này có gì đây? Một mẩu tờ rơi với đầu lâu xương chéo viết: nguy hiểm, không động vào bom đạn chưa nổ. Tất cả vũ khí đạn dược hoặc trang bị để lại hoặc chưa nổ đều có thể bẫy, là bẫy. Đừng đụng vào thứ gì, đừng mạo hiểm mạng sống, báo cáo mọi thứ đến với quân đội gần nhất. Nhưng mà cái khu này vẫn không bị quân đội chiếm đóng nhỉ. Như vậy là cốt truyện mà mình chơi lần trước đã bị sửa. Và mình nhớ là có một cái bãi ở đây để mình có thể lút đồ được, nhưng mà trong này lại không có. Hình như mình đến siêu thị hơi sớm rồi. Đã ra trước khi đến siêu thị là phải qua một cái khu khác. Đu má. Xem này có gì không nào. Chỗ này toàn trong siêu thị toàn thuốc với thiết bị y tế rồi, không có thành phần. Lấy hết. Không có chừa lại cái gì hết. Ok, đi lên thôi.
Đi đường này còn gì không? Hết rồi. Không còn gì nữa rồi. Lại phải hết đồ ở đây thôi. Trời, hai cuộn băng dính ấy. À, nhầm. Hai cuộn y tế đây, mang về luôn. Hai cái ống bơ. Part. Đường. Nước. Cái này cũng được, cái này cũng mang về được. Dao mang về. Súng thì mình đã có súng deck đâu, mang súng về làm deck gì. Thức ăn mang về. Part mang về. Còn gì nữa không ta? Này cũng mang về đi. À mà thôi, chưa cần đến. Rượu. Ok đi về. Katia đã trở lại. Ngày thứ bảy. Hy vọng là đêm nay không sao. Yeah, đêm nay đêm tĩnh lặng. Ok, mình sẽ dừng các bạn video ở đây. Mình stream được lâu lâu rồi. Các bạn nào mà muốn biết tình tiết chuyện gì sẽ xảy ra 3 ngày này thì mời các bạn đến với phần tiếp theo của mình, sẽ được mình stream, mình làm vào trưa ngày kia. Đến ngày thứ bảy mà vẫn mà như thế này rồi thì mình thấy khá là ổn rồi. Trừ khi mà có cướp bóc bất ngờ thôi. Ok, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Nhớ subscribe nha. À, đừng quên ủng hộ cho thịt bò khô. Mình đã thay đổi cái đường link để ủng hộ sang ủng hộ tôi.com gạch chéo TBK để các bạn dễ để ủng hộ. Mong các bạn có thể ủng hộ để mình có thể tiếp tục ra những video mới chất lượng hơn. Ok, nói nhiều quá, chào các bạn. Nhớ subscribe nhé.